cùng soi kèo, dự đoán tỷ số vòng 2 ngoại hạng Anh hôm nay với sự góp mặt của hai ông lớn Arsenal, Manchester United hứa hẹn có bất ngờ. Trận Manchester United gặp Crystal Palace diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 19 tháng 9 có tỷ lệ kèo MU chấp 1/1/2 và tổng bàn thắng tài, xỉu 2/3/4 bàn. Việc hai mùa giải gần đây ngoại hạng Anh Crystal Palace luôn có điểm trước MU. Mùa 2019 thua 1-3 ở lượt đi nhưng thắng 2-1 ở lượt về, mùa 2018 thua 2-3 ở lượt đi, hòa 0-0 ở lượt về là cơ sở quan trọng để tin Crystal Palace làm nên chuyện trước MU. Lần này, dự đoán MU hòa 1-1 với Crystal Palace, chọn Crystal Palace và xỉu. Trận Arsenal gặp West Ham diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20/9 có tỷ lệ Arsenal chấp 1 tổng bàn thắng tài, xỉu 3 bàn. Pháo thủ đang có phong độ ấn tượng lẫn đội hình chất lượng trong khi West Ham cũng chơi tấn công sắc bén. Trận đấu hứa hẹn bùng nổ bàn thắng với chiến thắng cho Arsenal, dự đoán tỷ số Arsenal thắng West Ham 5-2. Chọn Arsenal và tài ở trận đấu sớm trong ngày lúc 18:30 giữa Everton với West Brom có tỷ lệ Everton chấp 1 bàn, tổng bàn thắng tài, xỉu 2/1/2 bàn. Everton mạnh hơn lại ưu thế sân nhà, dự đoán giành chiến thắng 2-0 trước West Brom, chọn Everton và xỉu. Ở trận lúc 21 giờ giữa Leeds United với Fulham có tỷ lệ Leeds United chấp 3/4 tổng bàn thắng tài, xỉu 2/1/2 bàn. Leeds United đang khát khao chiến thắng lại có thực lực nên đủ sức làm nên chuyện trước đối thủ. Dự đoán Leeds United thắng Fulham 3-1, chọn Leeds United và tài.